mà lại còn chia theo là đóng rất nhỏ 18 đợt, mỗi đợt tính ra có 40 đến 50 triệu thôi. Coi như là hàng tháng thì ra khách hàng đi gửi tiết kiệm tháng 1 thế mà. Thì nó cũng không có gì là khách hàng người ta cần phải vay cả nhỉ. Ở các dự án APEC kia là ngân hàng vào đấy nhỉ? Không ngân hàng. Chưa vào được. Không ngân hàng nào vào được dự án APEC. Ngân hàng chưa trả lời mọi người sao? Đã. Có. Mà không hỗ trợ. Ngày mai sau sẽ dùng những buổi tiên đề nhiều kia. Còn gì đâu, mọi người hỏi tiếp đi. Cam kết 2% đấy là cam kết trên tiền tổng đấy, tổng tiền. Gói nợ thất đấy. Ừ đúng rồi, phụ nợ thất đấy. Tổng giá trị hợp đồng chưa phát trong vòng 5 năm. Đấy là sao? Và nhận sau khi 3 tháng sau khi nhận nhà bắt đầu sử dụng. Sau tháng này là nhà có ý là có cung quy vấn sau tháng này bắt đầu xây dựng thì sẽ trả lời lại sau. Hiện tại dự án mình đang rất đẹp, nó là một cái gọi là gì, một dự án hiện tại là chưa triển khai, nói chung là quê đẹp rồi, quê đẹp cổng biển vạn rồi, băng tô đắp phích là rất ok rồi đấy, quê đẹp lắm rồi. Còn lại chính thức triển khai là nói chung là nếu mà đưa máy móc về thì nó cũng nhanh lắm anh em. Hôm qua tôi mấy anh em tôi đi xuống dự án ấy, mới đầu tôi đi về tôi cũng chưa thấy có một cái cảm tình về cái dự án này, nhưng mà đúng sáng hôm nay hôm qua về mệt quá là ngủ sớm, là gần như không làm cái gì cả. Thế sáng hôm nay tôi lên tôi ngồi tôi đọc tất cả các thông tin về cái dự án này này, vì trong đợt live nếu mọi người đọc kỹ đọc sâu ở trong dự án, ngoài ra các bạn sẽ tìm hiểu bên trên các trang web ấy, thì thấy nó có sự khác biệt rất là nhiều, và mình cảm giác cái dự án này mình bán gọi là tốc độ của nó chắc chắn là quá kinh khủng luôn. Gần như ở Phú Thọ hay là ở các sản phẩm ở Ven Đô không có một căn hộ nào mình nghỉ dưỡng mà tầm khoảng 1 tỷ bao giờ cả. Mà đặc biệt hôm qua xem cái tiến độ mà chia 18 tháng ấy, quên 18 đợt, nhưng mà trung bình mỗi một đợt nó cách nhau khoảng tầm khoảng 36 ngày mà đến quý 3 năm 2021 bản giao, mà về cái lợi nhuận hay là về cam kết chủ đầu tư và đơn vị vận hành. Và đặc biệt là xem cái những cái mà tiện ích ở đây, nhất là về cái ở đây có một cái điểm mà nãy mình đang nói là bốn cái này vẫn còn thiếu thêm một cái, đó là cái suối nước nóng ấy. Đấy thì cái này là đang các bạn tìm hiểu sâu về cái khoáng này thì các bạn mới biết được, nó tư vấn các bạn sâu về cái vấn đề này thì chắc chắn rất nhiều những khách hàng người ta sẽ để ý. Vì là Thanh Thủy mà xã thuộc xã Bảo Yên, nó cái khoáng này nó là duy nhất, nó không có ở chỗ nào nó có, mà nó chỉ có đúng 1 km², và đúng nằm ở trong cái xã Bảo Yên này đấy, và cái này rất tốt cho sức khỏe nếu các bạn đọc sâu và hiểu về cái này. Thì đây cũng là sẽ nằm cái tri để cho mọi người và tư vấn tìm hiểu khách hàng đấy. Và cái thứ hai nữa về cái dự án ấy, về cái mặt bằng ở đây ấy, nếu mọi người mà đọc qua mọi người sẽ rất là khó nhớ, nhưng mà nếu mà lúc sáng mai tôi ngồi đọc tôi thấy rất là lan man và rất nhiều lần chia khác nhau đấy, nhưng mà khi mà mình tóm tắt lại thì nó rất là đơn giản và cực dễ nhớ, và mình thậm chí mình có thể tư vấn cho khách hàng nhớ được chi tiết từng giá luôn, được có thể tư vấn nhớ luôn được rất là dễ. Nó cao 32 tầng, lúc đầu tôi tưởng 30 tầng như hôm qua thì cũng nói, nhưng mà thực tế là nó cao 30 tầng, 32 tầng, tầng 32 đó là tầng thượng có bể bơi thác tràm ở trên đấy, có sky bar, tất cả một cái kính viễn vọng một cái ở trên đấy, cái sky bar rất là đẹp, tầng 32. Và tầng 31, tầng 26, 27, 28 đó là thiết kế có căn hộ VIP nằm gần ngay ở góc ấy. Nếu những căn này mà mọi người bán chắc chắn sẽ có một cái gọi là gần như khách hàng VIP mới mua được ở vùng đấy, và thậm chí có thể là sẽ là chủ đầu tư không bán ra những căn hộ VIP này ở ba cái tầng đấy. Ngoài ra có những căn hộ đắp lết ở đây, đắp lết ở tầng 16 và tầng 17 mà diện tích nó rất là nhỏ, 32m tầng 1 và 16m ở tầng 2. Nó chỉ có duy nhất ở hai cái tầng 16, 17 thôi. Tầng 14 là tầng có cái mà thang, có cái khu lánh nạn giống như ở Sunshine City ấy, nếu mọi người bán. Đó là tầng 14. Tầng 1, tầng 2 đó là khu dịch vụ gần như là rất là đẳng cấp luôn. Nếu như mọi người đọc trên cái mặt bằng này, rất là đẳng cấp, và cái tầng 1, tầng 2 bắt đầu mình ở tầng 3. Đấy, đọc mọi người đọc rất là chi tiết về cái thông số của cái mặt bằng cắt của nó ấy, thì mọi người sẽ nắm rất là rõ bao nhiêu căn hộ ví dụ ở đâu, và thang máy ở đây là nó có 15 thang máy, 4 cộng với 4 thang chở hàng nữa là tổng 19 thang máy, mà mỗi bên nó có hình như là 30 là 45 căn, một bên là 35, nó chia làm hai tòa, một tòa King và tòa Queen đấy, King Tower và Queen Tower đều gần như hình chữ V, mà nó chia là toàn bộ cái khu vực sông Đà, mà cái khu sông Đà này là cái chỗ đấy là cái mà tôi
bốn anh em, năm anh em tôi ra đấy là cái khu vực to nhất. Đây anh mở mặt bằng cho xem vân luôn để chiều tức là luôn cái khu này là cái khu này là căn nào to nhất, sông căn nào đẹp nhất bán luôn. Đây mục tiêu chiều nay là kiểu như là chiều nay mình ngày mai chơi đi xe em là phải tư vấn sáu ngày hôm vừa về cô ngồi và mình phải tiếp cận khách hàng trên góc độ là hàng đợt một ra bán rất là nhanh cho nên là thực sự là gần như kiểu là em sẽ phải gặp anh chị ngay cố gắng là gặp ngay nhé. Nếu khách hàng hơi quan tâm thì là phải gặp rồi này hẹn đến nhà mà người ta bảo không anh chị vẫn nhưng mà không chị ơi nếu mà như thế thì đây là bằng bằng tiền mảnh thời gian đây là toàn bộ tất cả những căn này từ đây đến đây là nó view toàn bộ khu sông Đà đấy toàn bộ cái mặt sông này đúng hình hình ép như thế này là nó sẽ view toàn bộ cái view sông Đà và mọi người rất là nhớ mã căn nhá cái mã căn từ đâu là view được sông Đà và mặt sông này xung quanh này là mặt view núi mọi người có thể nhớ mã căn rất là dễ tôi đọc được tôi có thể nhớ được mã căn này view ở đâu đấy và diện tích tất cả ở đây ấy tim tường nó là 32 mét nhưng thông thủy nó chỉ có 30 mét thôi và duy nhất chỉ có một căn ở đây một căn này thì nó sẽ là khác biệt và hai căn ở đây tầng 26 cái tầng đến tầng 28 là căn hộ VIP đó là căn như tầng này ấy như ở tầng 26 27 ấy, thì nó diện tích nó bé khoảng tầm 60 mét nhưng mà trên ví dụ như tầng 30 này thì diện tích nó to hơn đấy là hai căn hộ đầu hồi VIP và hai căn này những căn này nó view trực diện ở cái khu vực ở sông Đà luôn mà không vướng một cái gì cả cực kỳ đẹp luôn với là view ngoài sông Đà ra còn sang bên kia nó còn miên man màu xanh luôn đấy đấy mọi người hình dung kiểu như thế. Nếu mọi người mà xuống khu đảo Ngọc Xanh ấy, thì mọi người ra thẳng ngoài đấy. Và sau này ấy, khi mà các bạn dẫn khách hàng xuống đấy thì các bạn không nên đưa vào dự án đầu tiên mà các bạn sẽ phải đi vòng xung quanh dự án và các bạn sẽ phải chỉ cho khách hàng điểm này là điểm gì, view ra đâu. Thì đằng sau ấy là khi mà đào đảo Ngọc Xanh thì có một đường ra các bạn dẫn thẳng khách ra view sông Đà. Các bạn sau đó vào khu sườn núi các bạn đi một đường núi rất là đẹp luôn và to, cực kỳ rộng mênh mông luôn mà sau toàn bộ đây là núi rất là cao và xanh. Đấy, các bạn đi xung quanh dự án đi đường rồi xong sau đấy làm xong hết rồi và đường rất là to và mới cho nên là mình không nên dẫn vào khách và hàng vào dự án đầu tiên với là cho khách hàng đi cảm nhận trước xung quanh đã thì các bạn mới bán được hàng còn vì ở cái chỗ dự án này ấy là gần như nó chỉ quê tôn nó chưa khởi công một cái gì cả đấy cho nên dẫn vào thì nhiều khi mà khách hàng sẽ bị mất cảm xúc đấy thì nên mình chỉ dẫn gọi là đi bên ngoài đi xung quanh sau đó vào dự án mình chỉ đứng bên ngoài để xem biết khách hàng biết vị trí thôi nhưng bây giờ chưa khởi công xây gì cả. Đây là những cái mặt bằng mà tôi ngồi tôi tải những mặt bằng này cho các bạn xem tầng rồi đây tầng 32 đi mày tầng 32 để zoom vậy cho nó dễ đây. Có bể bơi, cái bể bơi này là bể bơi mà tất cả bên ngoài cũng là mình sẽ nhìn toàn bộ cái khu sông Đà này, cái bể bơi ngoài nhà đấy, cái bể bơi này. Và trong có một cái hồ bơi các bạn có thể thông tổng được thông số luôn diện tích nó bao nhiêu luôn ở trên này. Đấy. Ở trên này nó có rất nhiều cái khu sàn kính này nếu mà sau này mà ông nào mà kiểu dạng như là sợ hay đi sợ các bạn đi ra cái khu kính này nó cũng có một sự khác biệt. Ngoài ra thì ở khu này trên này gần như là nó có nhà hàng tất cả một cái ngoài khu ở ngoài đây ấy, là nó sẽ có cái kính viễn vọng mà có thể nhìn rất là xa ở cái này dưới tầng 1 chúng ta sẽ có bể bơi nhá tầng 1 chúng ta sẽ phải bể bơi khoáng đấy nhá chứ còn tầng 16, tầng 17 cũng có kiểu dạng như là các bồn khoáng trực tiếp và một cái đặc biệt tức là 100% căn hộ ở đây là đều có bồn khoáng 100% tự nhiên từ ở dưới lòng đất cái khoáng này là đấy 100 sâu độ sâu 100 mét mà chỉ ở Bảo Yên là mới có thôi đấy các bạn lưu ý về trong mỗi căn hộ là có hồ bơi khoáng đúng rồi mỗi căn hộ nào cũng có bồn nó giống như cái bồn khoáng không phải là cái hồ thì nó to quá vì diện tích thì nó bé và nó nằm gần như là toàn bộ là nếu như mà mặt căn hộ và mặt view ở núi ấy, thì nó sẽ có cái hồ cái bồn tắm ấy nó sẽ view thẳng ra nghĩa là nó sẽ nằm bên ngoài như giống như ban công của mình đấy nói chung là mọi người thì rất là nằm trong bồn là cái bồn tắm nước khoáng và view ra sông view sông đấy đôi khi người ta dùng tiền của người đấy không quan tâm đến hàng trăm đâu cảm giác đúng không
anh chỉ mất 1 tiếng 20 phút để lên đây nằm trong nguồn tắm nước khoáng hoặc bia sông, và tuyệt vời hơn tầng... mà có một người đẹp bên cạnh nữa. Cái tầng 17 đi ở đây thì chắc chắn rất là mấy chị em tư vấn cho mấy anh đấy. Đây là cái tầng này là tầng tiền, tầng 17 này nó là tầng tầng đất đất này. Tầng 16 và tầng 17 nó chỉ xin rất đúng hai tầng này là tầng đất đất thôi. Đấy. Nó có sự khác biệt vì nó đây là hai tầng và cả hai tầng này cắt cắt đấy. Tầng 16 diện tích tầng 2 của nó là 16 mét, tầng 1 của nó là khoảng 30 mét. Nhưng mà hai cái này nó đều có bồn tắm khoáng khoáng lắm ở bên trong nhà trong hết. Cho nên rất là thích. Nghe cái phần này để đỡ mất công nghiên cứu. Mất công nghiên cứu về sáng là tôi ngồi tôi đọc mấy cái tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái mặt bằng ở đây. Các bạn biết là cái này là các bạn mà không vào trong sauna các bạn đọc và các bạn tải về thì chắc chắn các bạn không thể xem vào trên điện thoại được. Điện thoại đường mình cũng rất là nặng. Hôm qua tôi ngồi tối hôm qua tôi về tôi bỏ điện thoại không thể tải được. Sáng nay tôi phải lên sớm tôi tải về để tôi ngồi tôi nghiên cứu về cái mặt bằng này. Đây mặt bằng ví dụ tầng hầm ở tầng 1 này, tầng 1 đây cái thông tin của tầng 1 này. Hồ bơi cũng là cái hồ bơi ngoài trời nhưng mà cũng là dùng khoáng. Đấy, dùng khoáng trực tiếp. Hồ bơi ngoài trời. Ừ, hồ bơi trời. Diện tích rất là rộng luôn. Toàn gần như là toàn 300 mét kể trên tầng thượng cũng thế. Đấy, tầng thượng có hai cái cộng vào trên 300 mét. Các bạn tầng 1, tầng 2 các bạn nghiên cứu tất cả các dịch vụ ở trong này có ấy. Ở khu tôi cũng rất hay đi nghỉ dưỡng các nhưng mà chủ yếu là đi các khu mà biệt thự hay là ở ven đô ấy đi, nhưng mà nó cảm giác nhưng mà nó không có một cái gì nó đặc biệt, gần như là nó một cái khu mà yên tĩnh yên lặng để mình cảm giác được thoải mái thôi đấy. Nhưng mà khi mà cái khu mà căn hộ mà nghỉ dưỡng mà cao cấp 5 sao ở đây ấy, nó có sự thật sự các bạn nó có sự khác biệt rất nhiều luôn. Giống như các bạn đi Đà Nẵng hay đi Nha Trang mà các bạn ở nghỉ những cái căn khách sạn 5 sao mà view trực tiếp biển, các bạn đã có view thẳng đó, nó khác sự khác biệt rồi đấy. Mà chưa nói gì ở cái ven đô thì chưa có một cái dự án nào mà như cái dự án ở Thanh Thủy này rồi. Đây cho mọi người xem cái thiết kế. Đó là mặt bằng tầng 2. Nó chỉ có mỗi mấy mặt bằng thôi. Tầng 2 thì khu dịch vụ không có cái gì cả. Mỗi tầng khu tầng 1. Đây khoáng trị liệu như là như là cái khoáng cái suối khoáng này nó còn chữa ngăn ngừa được cái bệnh ung thư. Đây là thiết kế căn một ngủ. Đây các bạn có thể nhìn căn một ngủ này. Đấy, căn một ngủ của đây này. Đây là cái mà bồn tắm của mình như này. Trực tiếp trong phòng ngủ luôn. Tương đối là rộng. Đấy, tất cả các căn ở đây. Đây là căn một ngủ. 32 mét đúng không? 32 mét đúng. Đây là căn hai ngủ. Nó rất đơn giản thôi. Chủ yếu mình xem thiết kế gần như là đấy, tất cả cái căn hai ngủ thì nó có sự khác biệt, nó không cái bồn tắm nó không nằm ở trong phòng ngủ mà nó sẽ nằm ở ngay trong ngoài phòng khách. Đây có khách nó không được tắm à? Đó. Mình đi nghỉ dưỡng có lem ấy, có lem mà. Nghỉ dưỡng thì cũng làm đi gia đình hoặc đi với người yêu như mà thực tế khách ở đây. Một phòng thì được. Thì hai phòng tóm lại là ở đây thì nó thích theo kiểu là vừa tắm ra thẳng lên xanh hoặc là làm gì đấy. Mọi người nhớ là có nghĩa là view thẳng lên xanh là cái cánh bên này nó sẽ là để cái view cái bồn tắm của mình được cái thì mày sẽ nhìn được cái việc cái này chưa ở đâu có đâu, mình đi nghỉ chính xác cả mọi nơi mà chưa ở đâu có cái bể bơm cái bồn tắm này ngoài ban công này. Cái nhà bên trên nó bò xuống thì đâu có rồi, nhưng mình được cái đọc cái quốc nó là nhà bên trên nó bò xuống đi nhà nhỉ? Hả? Nhà bên trên đâu không bò được, nhà bên cạnh như thế này hết là sao mà bò được? Nhà bên cạnh ra ngoài ban công nó bò xuống như ngoài đây là có cái kính ở đây ông bảo ông bò bằng kiểu gì? Cái kính ở đây ông bò bằng kiểu gì? Ông treo dưới đây ông bò sao được? Ông đặt điện thoại xuống để quay. Không thể tới được tay để mà quay. Vì nó cao bằng tường, cái kính này nó không phải là một người dùng kính này chính là mọi người không nhá, cái kính này nó cao bằng cái tường của mình, nó cao 3 mét 3 mét 3 nó cao bằng tường luôn, nó cao từ dưới trần lên trên.
cũng là không thể cho mặt ra bên ngoài được. Đấy. Thế thì phải bắt ghế rồi. Có nghĩa là ở đây nó là một cái để an toàn cho tất cả chúng ta. Ai như thế cho nên nó sẽ phải là cửa kính phun nước chứ không bao giờ người ta để cửa kính hở cho mình cho đầu ra ngoài đâu. Đấy. Mình vẫn nhìn được vì cái chữ L mà. Cái chữ L thì góc này vẫn nhìn được góc này. Đây là căn hai ngủ. Đây, thiết kế căn lớp bao nhiêu đấy, đây là kỳ đấy. Căn hộ sân vườn như ở đi vợ chẳng có. Đây cả hai cái này, cả hai mọi người nhìn này, cả hai tầng, một tầng 30 mét, một tầng 16 mét đều có luôn. Đấy. Rất cực kỳ là con đất ở đây nó có tổng cả hai tầng nó có khoảng 45 mét, 45-46 mét. Đấy. Và làm đúng tầng 16, tầng 17 luôn. Nằm giữa luôn. Đây. Đây nó thứ nhất là cái căn này là cái căn mà lúc tôi chỉ mà nó nằm đây tôi mới nhớ đây này, nó nằm đây này. Duy nhất một căn này. Nó hai tầng. Còn lại mặt mà sàn rất là nhớ các bạn chỉ nhớ. Bốn đầu căn góc của nó chỉ 57 mét còn tất cả căn còn lại là 30 mét là bình thường. Căn này là căn hai ngủ cũng là đắp đất này. Đều gần như thiết kế giống nhau hết. Đấy. Đều có bể bơi. Đây căn hai căn vip nhất ở hai đầu. Bốn căn diện tích 57 mét. Bốn căn này rất là vip đẹp. Phải nói hai cái đầu rất là vip. Không phải vip. Em có căn này. Đây là những căn thường mà mọi người nhìn thấy đây là những căn 32 mét. Đấy, tất cả căn này là mặt 32 mét. Mọi người dùng 12% mà trừ đầu, trừ đuôi, trừ các loại thì ít nhất cũng phải còn ít nhất là thấp bét. Đây là căn vip đây này, đây là vip V1 như này. Đấy, mọi người nhìn thấy là nó nằm ở ngay đầu rồi này nè. Căn này cũng là căn gọi là đẳng cấp. Căn này là view gọi là bốn phía của ấy luôn. Quá là đẹp luôn. Bể bơi mọi người nhìn cái hồ bơi nó rất là to. Đấy. 409. Căn này ở thì đúng thật sự là sợ không có mà bán ấy. Bao giá đi anh? Cả giá. Căn này á, chắc khả năng mình cũng phải mua được. Khoảng không đến lượt chú được. Rất là khó đi căn này. Mình 26, 27, 28, 29 thôi. Căn này là nhỏ hơn. Nó đều có hết mà bằng 4 đầu. Đây căn B12 trong file chưa có giá. Căn B12 ở trên này. Trong này nếu một ký quỹ thì tôi gọi là ký quỹ. Chính là căn này nhìn không vẻ. Tất cả đều có cái không vẻ khoảng nào. Anh nhìn đấy, chứng tỏ mặt sàn bao nhiêu căn? Mặt sàn 1m30 căn, 1m45 căn. Hình như là thế, anh nhớ là mặt chuẩn là như thế. Gần thế. Cao 32 phải. Giá lắm nào có chứ. Giá, bảo giá của ký quỹ à? Giá ký quỹ thì bao giờ có giá? Giá chưa chưa rồi, chưa bảo là nhìn tốt lắm. Giá thuê à? Giá thuê thì trong link có, anh chưa để ý đâu. Anh chưa nhìn trong link có. 1 triệu, 2 triệu và 3 triệu của bạn. Giá thuê thì những căn hộ và một ngủ thì trung bình nó khoảng tầm 1 triệu. Còn căn... Đây là đang tính có 3 phương án mà thấp nhất 1 triệu và 2 triệu, 3 triệu ra là tính. Đây là để nước. Đây là em sởi vừa lấy mình lấy 1 triệu chuẩn chứ. Không có, đây có một cái mức mà thấp nhất là 12 đêm đã là. Đây đây đây, cái chính sách này mọi người nhìn đây là có. Nghĩa là đang tính ở đây ấy, là áp dụng về cái kịch bản mà cho thuê. Ví dụ như là 1 triệu và sau bao nhiêu năm thì ông sẽ hoàn được vốn. Và 2 triệu và sau bao nhiêu năm ông sẽ hoàn được vốn. Thì đây nó đều quy vào cái lợi nhuận. Ví dụ như là một ví dụ như là thuê 1 triệu một ngày chẳng hạn, thì đây nó sẽ là hoàn vốn trong thời gian 5 năm. Đây, đấy. Và lợi nhuận của nó trung bình là nét về 158 triệu trên 1 năm. Và ví dụ như 2 triệu chẳng hạn thì nó khoảng 3 năm là hoàn được vốn rồi. Mà riêng ở cái khu vực này thì tôi nghĩ rằng thuê trung bình chắc chắn phải tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu một căn ở đây. Vì những cái căn mà ít nhất phải 1 triệu rưỡi đến 2 triệu trung bình một căn ở những vị trí như này, nếu mà những căn
đang tính có thể là những cái căn mà view mặt núi ấy, thì nó sẽ rẻ hơn, còn view ở những căn mà view mặt sông chẳng hạn thì chắc chắn là giá nó rất là cao chứ không thể rẻ được. Giá là 3.000. Đây tòa cân nó 33 căn trên một sàn, và tòa queen 45 căn trên một sàn. Nó có hai tòa. Đấy hình chữ B đây, đúng là như này này, ôm đấy. King Tower, Queen Tower. Mình vẫn hơn bình chỉ cách khu đấy. 15 thang máy có 4 thang hàng. Mình bình đi xa lắm sẽ. Mà được quá, không biết có muốn thang thấp hiểm, thang thấp hiểm thì nó là thang đi bộ đúng không? Bạn hàng như thế thì 2100 thang hiểm, 15 thang hàng, 15 thang máy. Được quá này, không biết là bao giờ thì cho bao lâu, có thay tái sử dụng được không? Cho thuê, mọi người yên tâm cho thuê chắc chắn ở khu vực này ấy. Tôi đi cái khu resort ở dưới khu vực đấy cũng tương đối là nhiều. Nhưng mà nếu mà để mà căn này book phòng thì chắc chắn rất là khó để book được phòng. Đấy mà mới mình chỉ đi khu nghỉ dưỡng, ví dụ như là đi vào đặt ở biệt thự ấy, biệt thự nó không phải là đắt, rơi vào tầm khoảng 1.5 triệu một căn. Ví dụ như ở khu gần Thạch Thất hay là đi xa một chút khoảng 1.5 triệu đến 2 triệu một căn biệt thự. Còn nếu mà rẻ hơn thì tôi mình ở những cái căn mà căn hộ bình thường ấy thì nó chỉ rơi vào số tầm khoảng 800 cho đến 1 triệu. Đó. Nhưng mà mình cái này mình đi, nếu mà đi mình phải đặc biệt là cuối tuần. Riêng cuối tuần thì các bạn sẽ phải chắc chắn là sẽ phải book trước. Book trước cả đầu tuần thì mình may mới có nghỉ được cuối tuần. Chứ không có không bao giờ có phòng các bạn để ở được. Mà đấy nó chỉ là căn hộ nghỉ dưỡng thôi nhá. Chứ không phải thuộc dạng khách sạn ở trên cao như này, các bạn ở trên cao nó khác biệt hoàn toàn so bên dưới. Cứ có một cái gì đó nó mang lại cảm giác cho những người mà thích được ở trên đó. Nó không phải giống như đất thấp tầng, dưới thấp tầng thì gần như là mình đi về quê đi đâu thì nó cũng không có. Nhưng mà ở với các bạn xem khu nghỉ dưỡng Mendo ấy không bao giờ có được cái sản phẩm mà cao tầm và 5 sao như thế này rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái mà để mà bán một cái căn mà rơi vào khoảng 800 cho đến hơn 1 tỷ, tỷ 3, tỷ rưỡi như thế này thì thật sự là quá là dễ. Mà mình thật sự khi mà dự án này các bạn mà tư vấn các khách hàng, các bạn mà truyền được cảm hứng, được cái chính được cái mà mình tâm niệm cái dự án này ấy, cho khách hàng thì chắc chắn nó sẽ vào việc rất là nhanh. Còn nếu mà các bạn mà tư vấn các khách hàng cái sản phẩm này ấy, mà chỉ mang tính chất hời hợt mà không hiểu sâu hay là một cái gì đó mà rất khách hàng xuống khẳng định, các bạn là khách hàng sẽ về luôn. Bởi vì khi xuống qua tôi xuống tôi tại sao qua đi xuống mà về tôi cũng còn chưa biết định hình và cảm nhận nó như thế nào cả. Nhưng mà đến lúc hôm qua đi về mệt quá, đi trong ngày về mệt. Thế là về đến sáng mai tôi ngồi tôi nghiên cứu về cái sản phẩm này có một sự khác biệt gần như là ở Venlo chưa có một cái sản phẩm nào. Và đặc biệt là do Wyndham nó vận hành cái sản phẩm 5 sao như thế này. Cho nên là tôi nghĩ là nó khoảng tầm 5-6 sàn vào bán mà nó khoảng tầm 2.000 căn. Tôi nghĩ là nếu mà cái sản phẩm này khi mà bắt đầu động thổ làm xong mọi cái thì gần như là khi được hết hàng. Nó quá rẻ luôn, các bạn tính trung bình nếu mà căn rẻ nhất, tôi gọi là căn những căn mà view ở trong núi chẳng hạn, căn 32m view ở bên trong, nhưng view bên trong các bạn mà đi sâu bên trong các bạn cực kỳ nhận luôn. Có thể nó rất là hút tầm mắt, nó không vướng một cái gì cả, gần như nó bạt ngàn màu xanh. Đấy, bạt ngàn màu xanh các bạn giống như lên Mộc Châu hay gì, các bạn nhìn đồi chè gì đấy, nó rất là xanh, nó như thế luôn. Và không khí rất là sướng. Mà đấy thì tôi đang tính là nghĩ là cái những căn như thế thì nó sẽ có cái giá rẻ khoảng tầm 800 cho đến 900 triệu một căn. Và 30% các bạn tính ra khoảng tầm vào hơn 200 triệu. Gọi là 300 triệu đi. 300 triệu bây giờ nó thật sự riêng nói là sale ở đây thôi thì rất nhiều người có 300 triệu. Không phải nói với khách hàng đầu tư mà. Ở đây mà mọi người mà tư vấn khách hàng thậm chí người ta mua vài căn luôn là chuyện bình thường. 5-7 căn là chuyện rất đơn giản đối với khách hàng. Và sau này mà khi mà vào cái đợt 1 xong ấy, cái đợt mà thanh toán đấy này, các đợt mà thanh các chính sách mà thanh toán và sau này mà có ngân hàng mà vào ấy thì nó còn rất là dễ.
rồi các tiến độ này toàn 5%, mà sau này ví dụ như là khoảng tháng 6 năm 2020 bởi vì mình đóng là hết 30%, mà hết 30% trong hết tháng, trong cái tháng 6 này, mà tháng 6 năm sau bắt đầu là ký được hợp đồng này, cái hợp đồng này chắc chắn là sẽ ngân hàng sẽ vào có thể cho vay được luôn. Hợp đồng chuyển nhượng này thì ngân hàng nó có thể nó vào được, thì lúc đấy thì bán thì chắc chắn là rất là dễ. Nghĩa là mình tư vấn ấy, bây giờ mình tư vấn khách hàng bây giờ ấy, nghĩa là rất nhiều có sẽ rất nhiều khách hàng người ta hỏi có được vay ngân hàng không, bởi mình kể cả căn hộ 1 tỷ hay là 2 tỷ hay là 5 tỷ thì ông nào cũng đều muốn có ngân hàng hỗ trợ hết. Thì các bạn cứ tư vấn bây giờ chỉ cần 30% thôi, còn cái đợt sau này có thể các khách hàng có thể dùng bằng ngân hàng. Thì như thế thì mình sẽ kéo được rất nhiều cái lượng khách hàng. Còn nếu các bạn tư vấn bảo là hiện tại bây giờ ấy mà 30% vào thôi, còn sau này đóng khách hàng sẽ bỏ tiền đóng tần lượt 5% một, thì khách hàng người ta sẽ không vui bằng cái việc mà ngân hàng người ta vào giải ngân cái 70% sau này. Đấy. Thì để làm sao cho nó linh hoạt của sau này chỉ cần đóng là khách hàng có 30% thôi, thì là mình sẽ ép được nhiều khách hàng để mà vào. Rồi các luật thanh toán là như là, và cái này cái chính sách có thêm là chính sách mà thanh toán sớm 9, 5 và 70 hoặc 50%, thì chiết khấu cũng tương đối là nhiều. Thế thôi nhỉ, chúng ta nghỉ ăn cơm có 12 phút rồi.